cách đây khoảng mấy năm rồi, và điều này làm em rất là tự ti. Em luôn luôn phải make up đậm để che đi những cái tàn nhang ở hai bên gò má này, cho nên thành ra là da đã xấu vì tàn nhang rồi, lại còn bị thâm mụn, rồi da sần sùi nhăn nheo rất là xấu. Và rất là may mắn em biết đến thẩm mỹ Trí Đức với công nghệ Revlite SI 2019 đã giúp em xóa hẳn tàn nhang này, lại còn giúp da căng bóng, trẻ khỏe rất là nhiều. Và bây giờ thì em có thể tự tin ra đường chỉ cần với một lớp kem chống nắng mỏng thôi, không cần phải make up đậm như ngày xưa nữa. Và em nghĩ là các bạn nữ bây giờ không chỉ nên make up đẹp mà còn cũng nên biết cách dưỡng da tốt nhất để mình có thể đẹp một cách hoàn hảo hơn.